Ngồi edit lại cái video này cho mọi người thì cũng hơn 4 giờ sáng rồi, mình vừa mới tắm rửa xong. Thì hôm nay là ngày đầu tiên khai trương thì mọi thứ thì nó cũng kiểu như là chuẩn bị kỹ lắm rồi, nhưng mà những ngày đầu đi bao giờ thì nó cũng rất là bất cập. Nhưng mà may mắn hôm nay khách rất là đông, khách đông từ lúc mở cửa cho đến đến lúc đóng cửa. Thì hôm nay may thì gần như là tất cả mọi người của anh chị ấy, thì gia đình người thân bạn bè của các con anh ấy đến hộ yếc, rồi là may cũng có hai ba thằng em nó về nó giúp đỡ, nên là cũng tạm sống sót qua được cái ngày đầu tiên. Nhưng mà rất là mệt. Hôm nay thì mình phải đến 4 giờ sáng mình mới về đến nhà, sợ thật đấy. Nhưng mà cũng vui, cũng nhiều động lực, tại vì là khách hàng đến thì phản ánh với khách hàng thì đồ ăn cũng rất là ngon, mỗi tội là đợi hơi lâu ấy, tại vì là mình phải mất vài hôm thì nó mới vào cái bar em thì mới chạy đồ, nó mới trơn tru được. Chứ còn đúng là vào ập một phát kín nhà hàng luôn, xong rồi mỗi người gọi một món mà dòng dã thông từ sáng đến lúc đóng cửa mười mấy tiếng đồng hồ, thật sự là rất chi là kinh khủng luôn. Mọi người biết cái lượng đồ mình chuẩn bị thông cả tuần rồi nhưng mà chỉ ăn một ngày là hết, thế là phải ở lại hai anh em chuẩn bị ít đồ để mai ấy. Nhưng mà chuẩn bị qua qua hơn 3 giờ, đến tầm khoảng 3 rưỡi bảo thôi về đi, mai cuối tuần đấy nó cũng mở muộn đấy, nên là sáng mai đi mà chuẩn bị thôi, chứ còn đâu ở lại chắc còn làm thông đến sáng, sợ thật. Nhưng mà công nhận nếu mà cứ nghĩ đồ Việt Tây không ăn, nhưng mà thì mấy đứa em nó ra nó hỏi khách khứa thì khách phản ánh thì đồ ăn rất là ngon luôn. Cũng có một số thì là một số món thì khách ít gọi, thì sau này nếu mà tiếp diễn vài ngày tới đấy, những cái món nào mà chậm ấy thì bỏ, mình sẽ sàng lọc đi thì tập trung vào những cái món mà khách hàng thích để mình phát triển, rồi là cho món ăn càng ngày càng ngon hơn. Thì ngày đầu tiên khai trương thì cũng làm cái video để chia sẻ với mọi người là buổi đầu tiên rất là thành công nha. Hơi bận rộn, hơi mệt mỏi một chút, cũng hơi bừa bãi một chút, nhưng mà không sao cả. Thì mỗi ngày nó sẽ hoàn thiện hơn một chút. Ngày mai chắc nó vẫn đông, mình tin chắc là ngày mai ngày kia nó vẫn đông, vì nó rơi vào thứ bảy chủ nhật đấy. Mới lại bên này thì nó vào tuần lương nữa. Thụy Điển thì thường thường cứ 25 hàng tháng là vào lương cho toàn thể gọi là công dân Thụy Điển luôn, chứ không phải riêng một mình ai cả. Nên là những cái tuần mà mới có lương về ấy, mà rơi vào cuối tuần nữa thì chắc chắn là đông rồi. Mới lại ở cái tỉnh Đức ở ấy thì đồ Việt nó cũng chưa có cái nhà hàng nào mở tiệm Việt đấy, nên là đồ Việt mở ra khách người ta rất là thích. Hôm nay chủ yếu là bán bún thịt nướng này, phở này, rồi là cơm tám, bò lúc lắc, nói chung nó có vài món ăn rất là nhiều, đặc biệt là bún thịt nướng ấy. Thì được khách hàng nói chung là gọi rất là nhiều, gần như là bàn nào cũng gọi. Thì chia sẻ một chút mọi người đây thôi. Được thì cũng thôi đi nghỉ vài tiếng thì sáng mai lại tiếp tục. Bye bye mọi người nha.